chơi nữa rồi. To không mà to à. Ghê ghê vậy. Lên cá các bạn ơi, lên hàng đầu tiên, giật chuông này nãy giờ rồi. Thả cáo kìa. Có. Ăn đêm nha các bạn. Chắc phi quá. Hả? Nặng hả? Hy vọng là trôi. Cái gì đây hả? Nước sống với phi. Phi hả? Nãy nó phi mà bự không? Phi ở trôi. Phi các bạn ơi, ban đêm mà còn rô phi phá các bạn ơi. Trong lại chiều giờ cũng được hai con phi, một con trôi nhỏ rồi. Mình không có quay. Con này con phi thứ ba. Nè. Hàng quả nó nằm ở dưới nước nè. Nè. Trong lại chiều giờ cũng được đây. Hai con phi. Có con trôi nhỏ chắc nó tẩu thoát rồi. Thôi tha nó đi. À, được được ba con phi nha các bạn. Sáng giờ và chiều giờ nó sống quá. Ok nha các bạn. Ok, xe quay tiếp cho các bạn xem. Lên cá các bạn ơi. Mày Vinh các bạn ơi. Mày Vinh các bạn ơi. Nè. Con cá mày Vinh nha. Ok chưa? Nè. Được con cá mày Vinh nha các bạn. Ok nha các bạn. Thả chưa? Hai. Ok nha, có hàng mình sẽ quay tiếp các bạn xem nha các bạn. Lên cá các bạn ơi. Có gì, cái gì vậy? Có mè hả? Cá to nó cũng đỡ chút xíu à. Này bắt về nấu cho chó ăn á. Hả? Bắt về nấu cho chó. Được mà. Hả, cá to cũng được. Lên cá các bạn ơi. Trôi nữa rồi. To không mà to à. Ghê ghê vậy. Trời, mạnh. Một con trôi nữa.
Trời, mạnh. Một con trôi nữa. Đấy các bạn, rồi một con trôi nữa nè. Rồi ok. Còn có thiệt chứ. Lúc dân là tí cho lên không gãy á. Ừ. Giỡn vậy thôi chứ. Ghê lắm á. Có cá là vui rồi. Không cần đâu có giỡn nữa trời, cần rượu má 700-800 ngàn cần không á. Gì nóng vậy? À, ok các bạn. Rồi. Cá sẽ được view tiếp.